Hôm nay anh không tính tiền ở đâu. Cuốc đầu là anh đón trẻ, cuốc hai là sinh nhật em anh tặng em á. Lần sau tính tiền. Ok không? Chúc mừng sinh nhật nha. Chưa tới mà. Chúc sớm chứ mai có chúc được đâu. Okay. Bye bye. Đúng là con trai của ta. Thầy gửi được không? Gửi đi. Được. Ghê vậy. Được bao nhiêu tiền? Thôi xin lỗi cho trẻ, cuốc nào không lấy tiền. Vậy thôi xíu trả luôn. Không, cuốc nào lấy tiền nó thiệt á. Xin lỗi chở trẻ. Bye bye. 1 hour later. Thấy anh Grab này đúng giờ không? Đây để anh Grab đợi nó nha nè. Thôi, anh Grab muốn được ga lăng mà khó quá vậy. Không cho cơ hội anh Grab ga lăng luôn hả? Sao em? Anh Grab không tính tiền thôi thật. Đây nó. Hôm nay anh không tính tiền ở đâu. Cuốc đầu là anh đón trẻ, cuốc hai là sinh nhật em anh tặng em á. Lần sau tính tiền. Ok không? Chúc mừng sinh nhật nha. Chưa tới mà. Chúc sớm chứ mai có chúc được đâu. Okay. Bye bye.